Thưa quý vị, chúng ta đã đến với Sao Hay Chữ vòng đặc biệt. Vòng này có tên là Chinh Phục Bảng Vàng. Vòng 3, Chinh Phục Bảng Vàng. Vòng 3 có 3 câu hỏi, tổng cộng có 42 ô chữ. Đội chơi được quyền mở 21 ô chữ. Thời gian vừa nghe gợi ý và vừa trả lời là 120 giây. Mỗi câu trả lời trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Nếu trùng khớp cả 3 câu, giải thưởng 100 triệu đồng. Đại Nhân cùng với Miko Lan Trinh đã làm một cú lội ngược dòng ngoạn mục để có thể vượt qua đội Mộc Lan có mặt tại vòng thi này. Đó không phải chỉ là nhờ vào kiến thức, nhờ vào cái trí nhớ của chúng ta, mà còn vào chiến lược, sự tính toán. Đó là cái điều mà rất cần thiết trong chương trình này, và hy vọng rằng các em sẽ tiếp tục dùng điều đó cho vòng thi cuối cùng, vòng thi quan trọng nhất của chúng ta. 42 ô, 3 câu một lúc, 21 chữ. 21 chữ xong rồi mình phải đọc được hết 3 câu. Rồi, được chưa? Như vậy là không biết là qua liền. Qua có được quay trở lại không anh? Được. Ok. Thoải mái, thoải mái. Thoải mái. Mời các em nhìn lên màn hình. Mời câu hỏi. Đó, 3 câu đó. 21 chữ rồi anh. 120 giây ha. Bây giờ các em thích mở ô nào? Thực ra là chia đều đi, tại vì nếu đều nếu hiện lên mình biết là mình biết, mà mình không biết là mình không biết. Nếu mà anh chọn mười mấy câu cho một câu được hết luôn. Còn từ câu trên xuống câu dưới. Dạ, A1, A2, A3, A4. A1, A2, A3, A4 liền nhau. Câu dưới là gì? B1, B2, B8. B8. B1, B2, B8. Rồi, câu thứ hai. Y chang. Ba câu chuyện y chang. Y chang vậy. Tại vì mình chơi chiến thuật là nếu mình biết là mình biết, mình không biết là mình không biết, mình đâu có bỏ từ vô được, đâu có thời gian. Chuẩn bị. 120 giây, bắt đầu mở ô chữ. Gợi ý, câu ca dao đầu tiên thể hiện quy luật về lao động và thành quả. Có làm thì mới có ăn, không dưng ai đem cho gì đó. Không dưng, gió mưa là bệnh của trời. Câu 2, đây là câu thơ của Nguyễn Bính hay được những chàng trai dùng để tỏ tình. Gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi và nàng. Yêu nàng. Tôi và nàng chứ sao tôi yêu nàng. Của tôi thương nàng. Gió mưa là bệnh của giời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Chốt. Tôi yêu nàng. Chính xác. Trăm năm trăm cõi người ta, chữ tài chữ phận hả? Chữ tài đi. Chữ tài chữ mới. Trong năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh hả? Chữ tài chữ mệnh cái gì trời? Trong năm trong cõi người ta, chữ tài. Hai câu đầu tiên của Truyện Kiều đó. Có làm thì mới có ăn, không dừng. Chữ tài chữ ủa người đẹp là gì? Chữ tài trong năm trong cõi chữ sắc hả? Chữ tài chữ sắc có nhau hả? Không dưng ai. Có làm thì mới có ăn, không dưng ai mang cái gì tới cho hả? Không dưng. Không dưng có làm thì mới có ăn. Đừng nhìn thời gian. Có làm thì mới có ăn. Không dưng. Chữ tài chữ mệnh đi đôi với nhau hả? Khéo là ghét, khéo là khác nhau. Trăm năm cho cõi người ta, chữ tài chữ. Gần đúng rồi đó. Chữ tài chữ mệnh, khéo là khác nhau. Sang chữ thôi đó. Chữ tài chữ gì? Chữ tài chữ gì? Chữ tài chữ. Đúng rồi. Chữ tài chữ mệnh. Chữ tài chữ mệnh, khéo là khác nhau. Chữ khéo sai. Chữ tài chữ mệnh. Khéo là ghét nhau. Trăm năm cho cõi người ta, chữ tài chữ mệnh, khéo là ghét nhau. Đúng. Và hết giờ. Yeah, 2 câu xuất sắc. Không em ơi, ai gì đó. Đây nè, cái câu đầu tiên nó cũng rất là quen. Mời đáp án. Có làm thì mới quan, không dưng ai dễ đem phần tới cho. Câu này biết mà tự nhiên mình ráp từ không vô. Câu 2, gió mưa là bệnh của giời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh, khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, lạ gì bỉ sắc tư phong trời xanh ghen, quen thói má hồng đánh ghen. Đó là cái đoạn đầu tiên trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du ha. Mình xem chút mình sai cái câu đó khi anh nói rằng là khác nhau. Cũng may cuối cùng Lan Trinh đã nhớ ra đó là cái từ ghét, và đó là đáp án chính xác. Các em đã trả lời đúng được 2 câu, 40 triệu đồng. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20h30 thứ 3 hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.